你给我一下不是凉的一个giờ xẻ đây ra bị rỗng ở giữa rồi đấy bác này, rỗng ở giữa này này, vẫn chưa đứt. Anh Minh ơi, cái của em có chưa? Quên rồi, về nhà đâu, về đi giao hàng cái đi. Anh gửi ở chỗ nào ấy xong em sẽ ra lấy cho. Anh cứ gửi nhà ấy được, chỗ nào tiện cho anh ấy. Anh gửi tạp hóa nhà ấy đấy xong em sẽ ra lấy là được. Ở đâu được, anh cứ chỉ chỗ nào lấy được. Cái này á hả? Rồi Phạm Minh Tú đã đăng đã chốt rồi. Cây này đây mày á, cũng không kém đâu. Không, vừa nói kia nó có cái gì. Còn nó nu mà. Hình thô nó nu. Mình đây này mà anh nu. Kết. Dạ mình vậy, quên mẹ đi. Chỗ này mình may được xoắn xoắn được tí. Xoắn cái lầy với quên này cái đầu như là xoắn cả cây xoắn tiếp rồi. Nếu mà từ khúc này mà nó hết rỗng thì ngon. Để. Còn sẵn hết khúc này chắc nữa thôi. Cái kia cái u kia mà sợ to hơn u này. U đầu gốc ấy. Mẹ cái kiểu u này nó hay rỗng lắm này. Được có mét tư mà bố bảo mét rưỡi ở đâu. Được có mét tư. Bác cũng không nhìn thấy bác được đổ nhé. Bác bây giờ không nhìn thấy. Được đấy. Bao giờ xẻ bố? À đến được đâu còn mấy cây nữa. Vẫn được chiều to mà. Vẫn xẻ chiều to. Tốt chứ. Mấy cái làm. Chỗ này làm cái băng là hết rồi. Đúng kiểu này là còn nu lòng ngoằng đây này. Đấy. Đúng đấy. 20 phần. 20 phần. Bình thường. 20
Kẻ nếu mà cây kia vỗ hôm nào còn mất 3-40 cân luôn, tin luôn. Bóc này, phải bóc hai cái băng ở 40 cân luôn. Nó khó. Nó nít quá kìa. Cái này còn đỡ hơn cây ý ấy. À tính ra chỉ cần bóc không đến 20 phân thôi. Ờ 20 phân. Bóc 20 phân. Bóc hai cái băng. Hoặc là một cái băng thôi. Là một cái băng thôi, còn đâu là mặt trên đẹp. Nó phải thở chứ đúng không? Thở sao phải thở sâu biết hết năm tầm lên 4-5 cân mấy mà hết được thì vấn đề thì mày nếu mà hết được thì quá đẹp chưa đang đói cái chỗ này trong này trồng cây vào đây tốt lắm nhỉ. Ok đúng cái này này mét ba thì đôi mét ba cái bố đo sảnh rác xem được bao nhiêu đâu đủ quá bóc trời mét hai cái này anh mạnh còn cái hai mấy cái đô người đền thì nó đã chuyển tiền này cái nó đang nào cắt lại đấy đi ra thì đúng là cái gì hồi nãy như là cắt tới 3.2 là đủ ổn định luôn tới đây là nó thả gỗ ra nữa này này em bảo anh cắt là đến cái này anh đứng bắt cắt 32 3 này anh phải mất gỗ chết anh nhìn cái eo rồi đấy ra đâu thôi nhìn cái căn cái đường gỗ đây anh đứng ngoài anh nhìn nữa rồi 3m3 rồi đây này cái đoạn này mất được gỗ đứng được bên này nó ấy mà cái này nó phình mà em không sợ đâu không sợ mất bao nhiêu đâu. Vậy cái này không được 1m2 nữa. 1m2 thoải mái nhỉ. 1m2 gì chứ. 1m2 có mà thoải mái. Tình nỗi. 1m2 tình nỗi. Chỗ này nó lõm sâu chứ anh à. Nó lõm sâu. Vất được dưới này đây phình. Phình thì nó mất chỗ này chứ. Đường kia vô nghiến mất. Mất mốt thôi. Anh kéo cái đường kia thẳng này xem ra cho chú mấy. Nó bằng bằng cái chỗ trắng ấy kìa. Nắp cái gì? Nắp luôn 10 phân. 10 phân mà cái chỗ này anh nó còn xuống nó phải 10 phân nếu mà hết rác thì nó lại vào 10 phân nữa. 15 phân đi, xuống 15 phân đi. 20 ấy. Đầu này với đầu kia xuống khoảng 20 phân. 20 phân thì mới đủ 1m2 đúng không? 20 phân mới đủ 1m2. Nhiều lắm. 1m1 là giỏi. Phải tính lúc này cắt cho phù hợp. Đừng có tham dài quá. 1m1. Nếu mà dưới là nó cong 1m1 nó cứ được. Trước kia nó lại đéo được. Trước kia nó lại không để khả năng lại vào đợt vào đến đây thôi, vào đến đây thôi. Vẫn đấy đây có 3m. 3m thì cái tấm kia không đi cắt tấm này 2m8 rồi bố ạ. Không đi cắt bằng khúc kia được. Bảy mét thì mình một khúc 3m2 còn đâu để một cái dài luôn. 2m2 đây có tấm giày khục đẹp không con? Tấm này xẻ giày cũng này xẻ lấy mặt đẹp. Tấm này chắc tấm này rộng đến 3m không anh? Rộng mà rộng làm sao được 4m rưỡi rộng này chắc rộng được 3m rồi bác này cái tấm này rộng 3m mặt này. Rộng 3m kinh này rộng 3m này dã man không bác nào thích chơi hàng khủng thì lấy tấm này này. Tấm này là gói cúp, tấm này cúp rộng 3m. Cắt đến đoạn chớm chớm cong này nó đỡ bị ấy gỗ này của nó đỡ bị ảnh hưởng cái khúc bên đằng sau. No, man.
cắt này là mình phải tính cho nó phù hợp, không nên cắt dài. Còn cúc kia 6m 7 à 6m9, 7m 3m rưỡi một cúc. Cũng được. Cúc này 2m8. Cắt đến chớm đoạn này này, chớm cái đoạn cong cong này này là nó hết cong. Cũng được. Cái này á sẽ tim nó lượn nữa, nó bị cái xấu này, ở trong nếu tim. Nếu thế thì sẽ 2m cắt 2m rưỡi thôi. 2m rưỡi. Chọn 2m rưỡi rồi. Thế thôi, cắt cái cúc kia 2m8. Hai cúc này 2m rưỡi, còn đây là 3m rưỡi. Đúng lên đây thôi, 2m6. Không, còn cắt nó hết cái chỗ cong này này thì bên đằng này nó mới thẳng gỗ được. Không là nó lại bị dính vào cái khúc này tiếp. Thì đấy, khúc này nó thẳng trên này. Thì đằng nào khúc này nó bị cong rồi mà, mình bỏ khúc này cho nó cong luôn mà. Khúc này đâu có thẳng được. Cây này tính ra này bán mới lời. Kiểu này mới lời ác. Bán này mới sướng. Nó đẹp. Cái này chắc nứt vào có tí chứ mấy nhỉ. Cái này thì nứt rồi. Thôi. Chỗ này nó được ít nu. 100% còn đẹp. Không chạy được. Này rưỡi thối này. Thối sao được. Đây chắc không còn sao hết rồi. Sợ nhất nổ. Chỗ này làm cái chậu cây, trồng cây ở đây thì cây mọc tốt lắm này. Bao giờ xẻ em biết? Tấm này đẹp nhá. Tấm này bán bao nhiêu tiền không biết? Tấm này hình như bán 700 triệu chứ không? Tấm này như 700 triệu. Không cần tẩy à? Không, tấm nào nó không thâm. Tấm nào nó thâm thì mình tẩy. Tấm này nó khá đều này. Tấm này tẩy vẫn đẹp. Tẩy nó đều lại. Đây cái bìa của nó. Đây cũng nu luôn. Đấy, nó ra khỏi tấm mình rồi. Anh mua một tấm à? Ừ. Giờ không anh mua một tấm. Mua tấm trên tấm này. Kinh khủng. Trong này toàn lâu khủng đây bác này. Từ hôm ý là sẽ cái này ra này. Bác nào xem cái video của em thì có một cái tấm nó đẹp đẹp như này. Tấm này đẹp này. Ô sao này có mấy vết cưa ở kia nhỉ? Ô sao lại cưa ở đây nhỉ? Ô bị cưa ở đây tiếc nhỉ? Cưa mất đường, cưa ở đây mất bao nhiêu nhỉ? Cưa mất đường, cưa ở đây rồi. Tự nhiên cưa một phát đường, cưa ngang ở đây mất bao nhiêu rồi ô thầy. Này, dã man. Dòng này vân nó đẹp. Vân tay lên thì thôi. Vân này lên kinh hồn luôn. Tấm này cũng đẹp. Lót rồi. Vân này cũng đẹp. Ui dồi, đây cũng đẹp. Ai xẻ tấm này dày thế. Tấm này chắc xẻ ôm pin để đây. Cây này nứt hỏng hết. Cây này nứt xuyên suốt luôn bác này. Tấm này khó, sẽ làm đôi. Ai thích chơi nguyên cục này luôn. Tha hồ gỗ nhiều. Kinh, đây còn tấm nữa này. Đẹp thật. Vẫn rắn. Hình như cây xẻ từ cái cây to này ra. Đây còn một khúc nhỏ nữa bạn. Chưa xẻ xong.
À đủ nó chạy cong thành ổ chuột ở đâu nhỉ? Ui chạy cong tít xuống dưới kìa. Dễ cây mọc các thứ ở đây, dễ dương xỉ. Dễ cây dương xỉ mọc ở đây. Nguy hiểm. Này bám được chút ra ngoài này, lấy tạm được ngoài này chút rác nữa này. Bám ra ngoài tận ngoài này.